có lệnh truyền ra Đức Ông, có lệnh truyền ra quan quân thủy bộ, cùng là sư dinh ô binh táo phạm Nam Thành.
phán các quan, đức ông truyền phán các quan, tả văn hữu võ lược ban đao nên lệnh truyền thủy bộ đôi hàng. Thiên binh vạn mã hằng hà kéo ra lệnh truyền sư đội vạn cờ. Đức ông bây giờ người chắc sáng anh linh trước về khám xét điện đình. Sau là tu chóc hết tà kinh phen này uy xa trần thế bia tay. Trần thế biết tay ông ra uy, trần thế biết tay ngự lên đồng từ cứu dậy nhân gian cứu đâu cho đây bình an. Cho đấy bình an cứu đâu, cho đấy bình an dẹp hết tà quỷ pháp nhan nhiều về tùng mây cưỡi gió đi về. Sắc ấn xa ban đức ông về người sắc ấn xa ban, ban cho bốn chữ khang linh lộc tài độ cho tuế thứ xuân lại. Thank you.
tuyệt nhân. Dũng lược như thần nơi xa mến đức